đến giờ anh thể hiện, anh đến giờ chị thể hiện à. Đấy, tư thế lấy đà cực kỳ chuyên nghiệp. Yeah, yeah. Headshot. Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác cách pha chế mồi ủ chua để đánh mùa đông nhá. Đấy, tình hình là mồi ủ chua của em cũng sắp hết rồi, mấy nữa em ra một cái video tiếp theo hướng dẫn các bác làm cái quy trình từ đầu cuối. Đấy, thế tiện cái là mồi hết rồi, em sẽ làm một video ủng hộ nhá. Thì đây sẽ video khối mồi ủ chua để đánh chấm trôi chép rufi mùa đông. Mùa này thì trời lạnh, cá nó cứ nùi bên dưới rất khó câu. Đây là mồi ủ chua anh em này. Đấy, mồi ủ chua nhá, rất là chua. Đấy, trước cách pha chế hoa thì nguyên liệu chính chúng ta còn phải có là bột ngô. Nhưng em đã nói trước các bác này, đừng có quan trọng quá về cái tỷ lệ nhá, đừng quan trọng quá về tỷ lệ đấy. Bởi vì khi các bác cứ trộn mồi với nhau, hòa với nhau, bác nhất định người nó vẫn mồi vẫn là nồng nặc đấy. Có hiểu như vậy. Mình có pha trộn thêm cái này hay cái kia thì là cái hương vị đó nó nhiều hơn một tí, mà nó là cái chất phụ gia thôi. Đấy. Đây là ngô nhá các nhá, bột ngô. Đây. Đây bột ngô. Mấy nữa thì em sẽ làm một bài ủ chua bằng cái đống này. Mà đây là cách em pha chế để mai đi câu mà trời lạnh mấy cái nền hàng cho anh em xem không. Bột ngô bác nhá. Đấy, cứ căn cái lượng vừa đủ, mình cứ làm ra nhiều quen tay mà. Đấy. Còn mùi khi bác pha chế xong mùi như nhau thôi. Đấy. Cứ cho mùi chua ấy mùi như nhau lên. Thôi nhá, bột ngô này. Đấy chưa. Bây giờ bột ngô này lên nước sôi, mình phải cho nước sôi vào chân đi. Chân này đủ để nó chín đấy. Để chín cái bột ngô đi. Ngô này em cho chủ yếu là phụ gia thôi, nói chung nó cũng thơm, mẹ nó cho đỡ tốn cái mồi chua của mình kia. Thì mồi ủ chua này có thể pha chế thêm rất nhiều nguyên liệu vào nhau, các bác cứ có nguyên liệu nào các bác pha chế vào, quan trọng này nó tốn thôi nha, nó tốn tiền của anh em thôi, chứ là pha trộn cái gì vào cũng được, đánh đều hay cả. Còn bình thường thì em đi câu lục em đánh ổ em chỉ đánh một loại ủ chua là auto lên hàng rồi. Như các bác mà cứ pha chế này chỉ đánh đơn hay là đánh năng xe thì cũng hơi tốn nhỉ. Năng xe phải pha thêm nhiều phụ gia vào. Đấy. Thì nó sẽ tốn đi. Có đợi một tí lấy cái quánh lên nhé. Bỏng quá cho tay vào được. Thấy bột ngô này cho cái nó chín nó cũng nở rất nhanh. Mà cái này cũng hút nước ăn lắm, thơm, nói chung là chín hết, thơm ngay. Nước sôi đó nhìn nước sôi vào cái nó đã chín này, mình cứ cho ướt nước được. Tí mình pha trộn thêm nhiều nguyên liệu nó chọn đéo bao nhìn thấy ngô chín nó sệt sệt nhá, đã thơm rồi đấy. Đây hướng dẫn cho anh em đi câu đài câu đơn. Chép mùa đông này, chấm chua chép. Đấy anh em nhé. Đấy khi ngô mình đã cho vào này đã chín này, mềm thơm đấy, thì các bác á. Đây mà ủ chua nhá. Bác đổ thêm vào chỗ lẫn vào. Đấy. Mùi rất là chua. Đây chua thơm luôn đấy. Đây cái phần mồi thừa, nọ em đi câu về đây đợt cuối rồi, nó hết mồi rồi. Giờ này có thể pha thêm vào này. Đấy. Cái này là cái tạo hương vị chính này. Cái kia là gần như là phụ gia này. Cái cho thêm cắm gà các bác nhá. Cái gì đỏ lóm này. Cái cắm gà này để cho vào nó thấm mồi, mới bóp mồi nó được chắc. Chắc mồi, đấy. Chắc mồi nhưng mà cái này có một cái nhược điểm là chắc mồi mà xuống nó dễ tan. Để tan tí mình lại cho kia vào, đấy không tan được đấy, thế nó hay. Thế là mồi mình câu rất là bền.
Đấy. Các bước cho lượng cứ vừa phải là được. Đều đều để khi mình bóp mà cảm thấy là cái mồi của mình nó đã chắc mồi vào. Dễ bóp là ok. Đấy anh em nhé. Đây, đây là D1. D1 cái này cho vào làm màu thôi chứ thực ra là em mua từ ngày xưa rồi nhưng mà chảo này câu em nói thật các bạn. Em câu vài lần mà nó không được cá đâu nên là cho vào làm màu để mai mà gặp các cần thủ chuyên nghiệp ấy thì người ta hỏi cái gì thì ở đây mồi thuốc cho nó oai nha. Thực ra cái mấy cái này nó khoan thua đâu, đây là gọi là em cho làm màu thôi anh gọi nha. Mấy cái gói D1, D3 thật các bác là nó nếu mà đánh không ấy, đánh không bằng cái loại này nó khoan thua, bác thử đánh biết mà nó 2.000 một gói khoan thua đâu, cho vào tí cho nó màu mè thôi gọi nha, 20.000 đấy đã đi mua rồi anh em nhé. Đấy, đơn thì cho thêm bột mì vào. Ok rồi, vặn thôi đúng rồi anh à. Ai giời ơi, để phối mồi anh em cũng cốc hay là có bất cứ một cái nguyên liệu thơm nào và chua chua thơm nào ấy cho vào đều ok. Rồi thế nữa úp sọt máy đều đi anh em nhé. Tay nó vẫn là hơi bỏng. Thơm nói chung là cái ngô chín này nó thơm thật mà ủ lâu lắm chưa khi làm này cảm giác cái mùi nó rất là ok đấy chịu mà kiểu là xong mình bỏ tay ra ngoài một lúc mới thấy nó kinh rất là thơm anh em ạ. Mùi chua vào nhưng mà trộn với cắm ngô chín là thơm ái rồi bỏng 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 hồ dưới nó vẫn còn bỏng kẻ lá này phải để lúc nó nguội nó đấy anh em bóp bỏng tay nhá. Em đang quay đêm ấy màu mè nó không được ngon lắm em thông cảm tí, lại này quay bằng con LG không phải con Mi 8 quay màu nó đẹp mà quay đêm nó càng đét luôn đấy. Vợ đang xem phim mất rồi đấy, anh em thấy chưa nó không rõ nét lắm nhỉ, để em tắt thử flash nó có rõ hơn không, flash nó còn khốn nạn hơn nhỉ. Đấy, anh em nhỉ, nhưng mà màu nó không được đẹp lắm. Đấy anh em nhìn ngô, cái ngô chín này nó rất là thơm, nói chung là bóp ngô chín thơm lắm. Đấy anh em nhìn nhé, dẻo nó đã dẻo rồi nhưng mà nó tuy là dẻo mà hay còn dính tay. Đấy, khi dính tay thì hoa chín làm sao nó không dính tay, đó chính là cái cắm gà này, cái cắm gà nó nở ra thì nó không dính tay ngay. Đấy, các bác mà đi bóp mồi và cảm giác cái dính tay không chịu đấy, cho cắm gà vào, cho thêm tí nước vào đấy là nó nở ra tí, cắm gà nở ra cái là nó hết dính ngay. Đấy lại mà đi câu mà thấy mà khó bóp mồi vào nữa ấy, thì lấy thêm bột mì vào. Bột mì là cái quan trọng nhất để mình giữ được mồi bền. Nhiều người có các bài mồi khác nhau nhưng mà ai chưa biết thì cứ vào tham khảo bài mồi của em đánh thì chẳng bao giờ mó, trừ khi mình lấy cá ngoằn đấy nhân. Nhưng mà cá người khác cầu cá thì mình chắc chắn sẽ lên cá nhé. Đấy, các bác cứ để đi cùng với hai ba thằng ấy, hai ba cần thủ đấy mà nghề xem người ta câu đấy thì mình mới có cái động lực. Ví dụ như là người ta không câu được cá thì mình cũng yên tâm là bài mồi của cá đấy nó không cắn chứ không do bài mồi của mình. Ví dụ như nếu mà mình đi câu mà thấy người ta mà lên cá mà mồi mình nó không lên cá đấy mới là lo lắng nha. Đấy, còn em đi câu thì khi người ta lên hàng là em nhất định phải lên là nhiều hơn, bao giờ cũng thế. Ngày xưa em nhớ có cái lần mà em làm mồi ủ chua đấy, em đi câu đấy có ông cũng đến người thử mồi, ông bảo mồi này mà cá mày cũng cắn ha. Đấy ông đợt ông câu mồi D1 mới lại cắm gà thôi, mùi thơm. Thì trước đấy ông có câu được mấy con to to rồi mấy hôm trước ấy, thế là anh cũng bảo vâng cháu mới học mồi mới tập câu. Rồi sau này ngay buổi đấy em lên được 3 con ông không lên được con nào đấy, thế là ông mới xong
hỏi cách thức làm mồi xin lúc đấy em không cho, lúc đấy là bực đây đấy, chưa gì đã đến kiểu chê chê em thế là ghét rồi nhỉ, sao hỏi em không cho đấy. Ngay hôm đấy là em để ba con ống không để con nào, anh em trộn mồi nó phải ok này nhé. Đấy là bắt đầu lắm lắm là không dính tay nữa này đấy, cho tay tay cái tay này của em bữa nó hay là dính nhiều bột đấy. Rồi, tay nào quá nhìn thấy này anh em đi đánh đơn là tuyệt vời luôn đấy, cứ nhào kỹ đi, một ổ mồi thế này mình nó chẳng đáng bao tiền cả mà câu đấy. Thật quá này. Không biết bao giờ nó hết nếu câu đơn đấy, cái cắm ngô mình trần cái nó chín ngay nó dẻo ngay đấy. Ok, chua chua này, thơm thơm này, đấy, chua của mù chua, thơm của ngô này, màu chín này, mê tí mùi này, đề một đã, màu vàng nó tươi hẳn. Này kể ra mà quay được ban ngày cho anh em xem thì màu nó đẹp lắm, nó hơi hồng hồng vàng vàng, khi nó mình em quay lên nhìn thấy thì nó hơi bật bật màu trắng trắng. Đấy, anh em nhé. Khi trộn xong rồi anh em cho túi bóng ủ nhé, ủ đến ngày mai đi câu và đậy kín cái nắp hộp vào được, nhưng mà mai em cho túi bóng đi cầm nó tiện thì hộp phải cầm nó không cảnh nhiều hộp quá. Em quay một xong mà chuẩn bị đóng đồ mai đi câu quay anh em xem này. Đấy, vừa chuẩn bị xong còn phải như mai phải cho túi bóng để cầm đi nó tiện hơn. Đây là cách thức pha mùi của chua. Đấy. Mấy nay trời tuy trời lạnh nhưng mấy nay mình câu cá vẫn lên rất là đẹp. Nhiều anh em miền Bắc cũng thấy bảo đi câu dịch vụ là cứ móm suốt. Nhiều người nhiều bài mồi làm nên than thiên cả. Bao nhiêu nguyên liệu vào cá không ăn vẫn cứ là không ăn. Rồi chúc em thành công với bài mồi nhá. Em rửa tay đi ngủ chuẩn bị mai đi câu qua xem này. Chào hẹn gặp lại. Có thế hay hãy like, share, subscribe để ủng hộ kênh. Thank you.